Hùng, ông Dung, chào chị Nguyệt, chào cậu Hùng. Xong một buổi lao động cần lực, bữa ăn giống kiểu Tây. Lại khoảng tầm chưa đến 10 đô chị Nguyệt ạ. Hôm nay hơn đấy, thì lớn nhiều đấy. Rau ngon gì? Rau quá. Rau ở chồng, nhà chồng. Nhà chồng đấy. À, bác Sâm mua 2.000 đồng cây giấm tại sân Tây và về nhà cháu đã trồng, và hôm nay thì Hào và Sơn thu hoạch sau khi đã rửa thì được rửa xà lách. Anh nhờ anh nhanh.